Một chiếc xe đạp leo núi, một máy cắt cỏ. Nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng khi kết hợp lại cho ra phương tiện độc đáo chưa từng có tại địa phương. Khởi động cho cái máy nó nổ. Nổ xong rồi bắt đầu mình mới leo lên mình đạp. Mình đạp cho có trớn rồi bắt đầu mình lên ga mình chạy luôn. Mình kéo ga xuống, mình kéo cái cần ga về số 0. Rồi cái máy nó vẫn nổ. Nhưng mà xe nó không chạy, lúc đó xe mình đạp. Hồi mới thì nó cũng lộng cộng. Rồi mình xài vài ngày cái nó quen rồi. Mình chạy ra ngoài đường, hồi mới vui lắm. Mình chạy hồi sẽ thấy có người chạy sau lưng mình á. Ta dòm dòm đã, hồi người ta chạy lên nó hỏi xe này mua ở đâu vậy? Nên mà nó không này, tự tôi thiết kế tôi chơi anh thôi chứ không có ai bán hết á. Bỏ thời gian hơn một tháng nghiên cứu thiết kế mẫu xe và 10 triệu đồng, ông Việt cho ra đời chiếc xe đạp chạy bằng động cơ máy cắt cỏ với đầy đủ các bộ phận như chuông báo, gương chiếu hậu, đồng hồ đo tốc độ. Mỗi khi vào quán cà phê nghỉ chân, chiếc xe của ông Việt luôn trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của bà con chòm xóm. Thấy chiếc xe này vừa đạp mà được mà vừa chạy bằng ga được, ý kiến sáng tạo chỉ có 102. Nó ấn tượng bộ máy nó nổ mà nó chạy vận tốc cũng rất là cao, mềm lắm đó. Thấy nhiều người thích lắm mà. Thấy cũng khác lạ hơn nào giờ không thấy, mà thấy anh sáng chế hay rồi, thấy vừa mát vừa đẹp vậy đó. Xe có thể chạy tốc độ tối đa 40 km/h, tiêu tốn 1 lít xăng cho mỗi 50 km. Với người lớn tuổi như ông Việt thì chiếc xe không những là phương tiện đi lại mà còn là người bạn đồng hành giúp ông rèn luyện sức khỏe. Làm chiếc xe này để mình, thứ nhất là nó lạ, thứ hai là vấn đề sức khỏe. Mình có thể mình đi chơi xa được, đây tôi đi đạp đi Vĩnh Long 20-30 cây số là bình thường. Chừng nào về hơi mỏi giò thì nổ máy lên, vừa nổ máy mà vừa mình đạp hai cái kết hợp lại, nó vui hơn.